trò chơi đầu tiên của Crazy Challenge như sau. Hai đội sẽ thi đấu lần lượt. Và thành viên thứ nhất có nhiệm vụ là thổi bong bóng. Sau khi mà thành viên thứ nhất thổi bong bóng xong thì thành viên thứ hai sẽ dùng đũa gắp và giữ quả bóng để đưa vào rổ cho thành viên thứ ba đang chờ đợi. Thành viên thứ nhất phải vừa thổi bong bóng vừa chỉ huy đồng đội để mà đưa bóng vào rổ chính xác nhất. Và đội nào hứng được nhiều bóng hơn, đội đã sẽ giành chiến thắng. Thời lượng là 5 phút. Và thời lượng 5 phút dành cho đội CNK xin được phép bắt đầu. Yeah. Rồi, nhảy đi, nhảy đi. Hey. Hãy bình tĩnh thôi, nhưng quả bóng này sẽ rất là dễ nổ. Có không? Có dễ nổ không? Ok, anh. Mở ra. Ok, kệ vô. Em ơi, em có nghe hết xí. Ôi, từ. Anh quên tên. Quang bên tên thôi. Ok. Rồi, bỏ ra. Rồi, ok. Ok, một quả. Ok, chị tên mọi em mọi người có thể được luân phiên thay đổi vị trí nha. Rồi, bây giờ tăng độ khó lên. Tất cả. Thay rồi nha, đang thay đổi nha. Thay rồi đó nha. Bắt tay giữa chửi giờ đó. Rồi, Tina đưa ra. Winner theo. Ok, Winner ơi, Winner đi, Winner. Rồi, đây, đây, đây. Thời gian nó lên nhạc lên. Có được không? Chân. Em quay rồi nha. Em thì chân. Em quay rồi nha. Rồi vòng. Rồi chơi đây. Tina quay xong. Rồi Tina xoay sang bên này là bên gì chưa? À, bên trái. À Winner xoay sang bên trái luôn. Rồi. Ủa phải. Rồi. Ok. Đây. Rồi. Bỏ xuống đi em, bỏ xuống. Rồi đúng rồi. Bỏ xuống luôn. Bỏ xuống luôn. Rồi bỏ luôn. Rồi. Quay. Anh đừng gấp vậy. 2. 3 rồi, 1. 2, 3, rồi, Tina. Yeah. À, Tina xoay sang bên trái, đúng rồi. Winner xoay sang bên trái luôn. Rồi, gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi, thả. Chưa, đi thẳng lên xíu nữa. Rồi. Xíu nữa. Nhấn người lên. Rồi, ok. Hạ tầm sáu luôn. Kẹp cho chắc rồi xong. Anh đừng có kẹp lên sáng tạ nữa. Nổ. Ủa mấy phút vậy? Quay đi chị Tina. Quay rồi. Đi hả? Sang phải. Quay. Ủa bên phải mà. Đừng. Chị Tina sang phải xíu. Nhướng người lên. Anh Winner thả. Cả hai người luôn á. Rồi thả. Anh Winner thả thành tay xuống ha. Đừng có thả. Thả tầm tay. Tina nâng tầm tay lên. Rồi thả. Còn 2 phút. Ok, 5 quả. Xin mời quay ạ. Chưa. Quay rồi nha. Hơi chóng mặt rồi đó. 1, 2, 3. Đi quay. Anh Winner sang trái xíu. Tina trái phải lại xíu. Ok. Anh Winner đi thẳng. Tuột chồm đó. Đúng rồi. Xong hạ tầm tay. Bỏ xuống đi. Được rồi. Rồi, xa bên. Ừ đúng rồi. Rồi. Trời, chị hiểu ý Winner quá. Xấu quá ạ. Còn lại 30 giây thôi. Thêm chén nữa, có 7 giây đúng không? Chụp Winner nè. Thêm chén nữa, chụp Winner nè. Chụp. Anh ơi, mình thấy. Em thổi mệt. 10 giây. Mọi người cùng đếm nào. 10. 10. 9. 7 giây đúng không? Nhật mẹ ơi. 6. Sao cũng mệt. Đếm nhanh vậy. 4. 3. 2. 1. Ok. Rồi, 4 cái ăn được. Xin được chúc mừng đội trong phần thi ạ. 5 phút cho đội vàng xin được phép bắt đầu. Show you my card. Đúng rồi, có cái gì đó đúng không? Kẹp vô. Rồi, kẹp đi. Xin mời quay ạ. Đợt. Rồi, Hana quay. 2. 3. Nhâm on. 3. 4. Quay lại. Anna đang quay cuồng trong mơ hồ. Trước mặt. Anna rồi, Anna xin lỗi. Anna đưa cái tay ra, đưa cái tay ra, đưa thẳng ra ra. Đúng rồi. Rồi cái gì đưa thẳng ra lên xíu. Từ từ thẳng ra. Nhấn người lên, nhấn nhau đi. Từ từ bỏ vô. Rồi nè em. Rồi kẹp từ từ. Đây nè, 2, 3, 1.
đều đều quá ha. Ok. Xin mời chị đó nào. Rồi, chị Kenzie, đưa thẳng lên, đưa thẳng lên. Rồi, Anna qua bên phải xíu, bên phải của em á. Rồi, để bấm xuống, để bấm xuống, từ từ, để bấm xuống. Lùi lại, lùi cái tay như em lại Kenzie. Rồi, hai đứa Anna bấm xuống, em cao lên. Rồi, chảnh nhận đi, ừ đúng rồi. Rồi, hay quá ạ. Em ra rồi. Mọi người hãy xuống lại nha. Ủa, bóng chưa đẹp chưa cả. Tôi đã bắt đầu hối hận từ quả bóng này. Rồi, kẹp đi em nè. Ủa, vẫn là một đúng không? Kẹp đi bóng hơi nhỏ, kẹp đi rồi, cũng mời xí đi. Một, hai, ba. Anh em có quay chi cho mạnh, chi cho bà mình nhức đầu. Rồi, đứng đây, đứng yên, chi đứng yên. Anh à, trước mặt, đưa cái tay ra, đưa cái tay ra. Quay qua bên trái đi, bên trái đi. Bên trái, bên phải xíu, Qua bên phải xíu, anh à. Rồi, bà bóng xuống. Lùi lại đi em, bà bóng xuống, bỏ nhẹ. Rồi, ok. Màu mè. Có thuốc bình tĩnh cho tôi uống nghe chị lấy cái tim chết hai nó liền không mình mệt rồi đừng có nhúng em thả mà em giữ nguyên cái đũa của em ok chị đi ok rồi kẹp đi xin mời xoay ạ xoay nhớ là thành công nè nè Anna lùi xuống rồi Anna đứng yên đứng yên Anna qua bên phải tí qua bên phải tí rồi đúng rồi ra đưa kem Anna xin lùi lại ok từ từ rồi kem đi thẳng tay ra bỏ con trái tí vâng, và tổng số quả bóng của đội vàng là 3 quả. Xin chúc mừng. Vậy là số 3 và số 6, số nào lớn hơn? Số 3. 93, 96 nào lớn hơn? Sinh năm 93, sinh năm 96 ai? Sao chị lại là ngày sinh một trong số thứ tự như thế? Thì tới như vậy đó được không? Giờ hỏi top 3, top 6, top nào lớn hơn? Ok, và tỷ số đó chính là 1-0 nghiêng về đội xanh lá cây. Xin chúc mừng. Vâng, và trò chơi thứ hai được mang tên May mãi là anh em. Và thời lượng của chúng ta sẽ là 5 phút. Luật chơi là hai đội sẽ lần lượt tham gia trò chơi, thi đấu từng đội. Ok. Luật chơi như sau: cả 3 thành viên của chúng ta sẽ bị buộc chân vào nhau theo một hàng ngang như thế này. Mỗi thành viên sẽ phải ngậm cây muỗng có đựng quả bóng bàn. MC sẽ cung cấp quả bóng bàn cho các bạn. Ok. Sau đó sẽ cùng nhau di chuyển từ vạch xuất phát đến đích là ở kia và bỏ những quả bóng bàn đó xuống. Thì đội nào nhiều bóng hơn sẽ giành chiến thắng. Easy. Vòng này đội xanh lá cây sẽ là đội thi đầu tiên. Xin mọi người đứng dậy. 5 phút dành cho đội xanh lá cây xin được phép. Bắt đầu.
Ok, đây là thành quả của đội xanh lá cây ạ. Chúng ta cùng đếm nhá. 1 3 10 quá đẹp. 10 là rất đẹp nha mọi người. À, đội bên kia có cảm thấy áp lực không nhỉ? Có gì đâu áp lực. Trời ơi, chắc chắn bên đây làm không tới đâu. hành động quá là không tới đâu. Yeah. Xin mời đội vàng ạ. Và 5 phút dành cho đội vàng. Xin được phép bắt đầu. Ui quá nhỉ. Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Vừa phải vào dùng luôn hai trái. Rồi xin mời về, xin mời về. Quá đầu. Đỡ chứ con, đỡ chứ con. Được sao không? Định lại không kiểu bé đi. Chỗ đầu mình hay lắm. Cái như là đây nhiên hai chân đi cùng lúc. Để tôi đứng rồi tôi đi mới được. Mất cả người ba tôi chơi vui. Tôi 1-2-1-2 như vậy. Tay là tay là được. Tôi nói là nhìn tôi tưởng kiểu xấu xa chứ ghê lắm. Chỉ vô mới được hai cái. Nào mình thời gian, mình còn thời gian, mình còn thời gian. Đó, bà cúi xuống là nó rớt rồi. Cho lại đi. Ủa? Chị có muốn chơi không? Có. Ok. Hay là về nhà ngủ chị ha. Rồi rớt chứ mình rớt chắc luôn. Đâu đến nào? Rớt chắc luôn. Rồi. Cái dáng của đội mà xanh là cây đã xấu, dáng nó xấu hơn. Ừ, nó hơi tầm quyền mọi người ha. Dáng này hắn hơi kiểu square. Bây giờ để con Kenji đứng ở giữa. Anh đây Kenji đứng giữa thì mới bay ra được. Thì không biết được, em khép vô. Khép vô. Không biết. Đừng có bài thơ nữa. Anh Nam đang nhận lời. Anh Nam chết nè Anh. Thì lúc đi là lúc đi. Rồi tiếp tục. Thời gian đang chạy. Còn 2 phút, còn 2 phút. Mà Anh Nam đúng là đáng theo vũ trụ luôn á. Còn 2 phút. Anh Nam là hố đen. Thật quế. Anh Nam bá thì giúp. Thật quế rồi, thật quế rồi. Lúc đặt được không nè. Có điều là Anh Nam không chịu. Sau nửa thời gian thì mới lên. Cố lên, ai nhìn cũng có cái cổ vui rồi hay quá. Ai nhìn cũng không làm hết rồi hay quá. Đó. Một kiểu chưa. Một cái bạn ai kìa, có bạn ai kìa. Đây mình bớt gây ra tiếng động được không mọi người? Tốt nhất đừng để Hana nó giật. Còn 30 giây. Đừng có nào Hana mất cười. Đừng để bóng mà. Đó. Nó bảo đừng để bóng vào cái mũ của Hana làm gì? Nó cũng rớt là tí nữa này phải lượm lại. Không nhờ, thực ra là thông minh nhưng mà tại sao là Hana mặc váy rồi chứ không thì cũng không sao. Không. Không em ạ, váy hay không thì nãy giờ nó cũng thôi. Thì cái mồm chứ đâu có chơi cái chân đâu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mọi người cùng đếm nha. 2 4 5. Em tự kỳ thị của đội chị hả? Không, tôi đẹp quá muốn lần quên. Hai người đếm mà tới đội chị một mình em. Không, chứ là em quên rồi. 4 cũng là số lượng nhiều mà có thêm S vô là nhiều chứ đâu phải là một mình nó đâu em. Dạ, 6. Ừ. 8 12 12 tính ra mình hơi đỏ. Hơn 15 nữa. Hơn 15 nữa. Hơn 15 nữa.